lưỡi câu cá lóc. Đây là những chiếc lưỡi câu làm bằng tay. Đây là một cái cách làm mắt lưỡi câu. Có thể buộc một cái, cài một cái chống vướng vào đây. Đây là cái cách mà dân câu cá lóc hay dùng theo cách thông thường. Một cái kiểu làm mắt lưỡi câu khác. Kiểu này khó làm hơn, cũng rất đẹp. Đây cũng là một cách làm mắt khác. Nó cuộn giống như cái mắt này, nhưng cái này là cuộn dọc, cái này là cuộn ngang. Đây cũng làm cái lưỡi câu cá lóc có mắt theo cách thông thường nhất, cuộn rất đẹp. Đây cũng là một chiếc lưỡi câu làm thủ công. Có cái mắt được quấn bằng tay. Rất kỹ lưỡng. Sau khi đập dẹp cái đầu này, quấn nó vào. Quấn nó vào thì lại lấy rũa chà thật phẳng, thật nhẵn, nó thành một cái hoa văn rất đẹp, vô cùng chắc chắn. Một cách cuốn mắt lưỡi câu khác, giũa hẳn một nửa của miếng thép đi và phần còn lại cuộn nó vào gốc. Cái mắt rất độc đáo. Cái mắt này thì lại được quấn như thế này. Hết sức đẹp. Như là cái đuôi rắn cuộn lại vậy. Mà cũng hết sức chắc chắn. Tạo dáng thật đẹp. Và một chiếc mắt lưỡi câu khác. Được đập dẹp vào. Đập dẹp vào và mài nhẵn. Mài bằng đi. Nhưng mà vẫn để lại một cái vệt chéo từ trước ra sau. Trông rất hấp dẫn. Đây lại là một cái kiểu quấn mắt lưỡi câu khác nữa. Sau khi quấn vòng quanh rồi, người ta đập cho chặt và đánh. Đấy, đánh rất kỹ, đánh đến mức mà không thấy cái hoa văn nữa, nó lại khác với cái lưỡi này.